gửi xe, gửi xe, gửi xe. Gửi xe vô ngồi ăn luôn anh. Không không à. À, đã gửi xe vô ngồi ăn luôn có 2000 này. Kêu người nhà ra ăn luôn, gửi xe vô rồi đây là đồ ăn sắp sắp khai trương rồi đó. Mười rưỡi. Con bỏ luôn mà. Thank you.
kiếp mà. Có thì em đi quên rồi. Cha cũng bưng chảo luôn, cha đấy, cha đang bưng chảo, cha phó đấy.